Xin thân ái kính chào quý tôi tới Chúa, quý con cái yêu dấu của Chúa. Lại một lần nữa, chúng ta có cơ hội rất quý báu. Toàn tỉnh Bến Tre và một số các tôi con Chúa phụ cận về đây để chúng ta cùng tham dự chương trình bồi linh của Hội Thánh Chúa trong tỉnh. Chúa biết mỗi chúng ta có những nhu cầu lẫn những nan đề ở cuộc sống đời thường, nhất là trong công tác, trong chức vụ mà Chúa giao cho Hội Thánh Chúa trên đất này. Muốn cho một xã hội được tốt đẹp thì Hội Thánh của Chúa phải là muối của đất và sự sáng của thế gian, để xã hội không tiếp tục hư hoại và đi trong sự tối tăm. Trách nhiệm đó rất lớn, thuộc về chúng ta, Hội Thánh của Ngài. Và muốn cho Hội Thánh Chúa chung được phát triển thì từng chi hội, nhất là từng gia đình và cá nhân của con cái Chúa phải kinh nghiệm tối thiểu những ơn ban của Chúa nuôi mình đầy đủ để góp phần trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh. Trong buổi sáng nay, tôi muốn cùng với quý tôi con Chúa suy gẫm lời Chúa trong chủ đề nếm biết Chúa. Đây là điều rất cơ bản để đưa chúng ta đến những nhận biết khác và trong chức vụ khác và lớn hơn. Chúa dựng nên cơ thể chúng ta lạ lùng lắm, phải không? Như David đã nói, Đức Chúa Trời dựng nên tôi một cách đáng sợ lạ lùng. Không phải chỉ lạ lùng về sự sống thuộc linh hồn của Chúa Phú cho cao hơn muôn vật, đương nhiên rồi, nhưng về thân thể con người cũng rất là kỳ diệu trong sự sáng tạo của Chúa. Người ta nói rằng mỗi người có 5 giác quan, phải không? Và 5 giác quan đó có thể nhận biết, có thể nếm trải, có thể đánh giá mọi sự vật chung quanh. Thị giác để thấy, nếu mù thì đâu còn biết, đâu còn cảm nhận được điều nào đâu, vì không thấy được. Thính giác để nghe, khứu giác để ngửi, vị giác để nếm, xúc giác để cảm xúc, để rờ biết. 5 giác quan đó, nếu mất một giác quan đã là một sự thiệt thòi rất lớn rồi. Khi không thấy, khi không nghe, khi không ngửi, khi không nếm và không cảm xúc được thì chúng ta thấy thế nào? Nhưng mà trong 5 giác quan đó, mất một giác quan cũng là một sự thiệt thòi lớn rồi. Ví dụ như là vị giác không có cảm nhận được gì hết thì ăn có thấy ngon gì đâu, phải không? Vì vậy cho một trong những lý do để cảm tạ Chúa trong các ân huệ của Chúa ban đó, ngoài ra sự cứu chuộc vân vân của Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta được nếm các vật ngon, nó cũng là một phước của Chúa ban. Miệng chúng ta nếm được vật ngon, lưỡi chúng ta cảm nhận được. Đây là những gì Chúa ban. Nhưng ngoài ra 5 giác quan thì người ta thường nói có giác quan thứ 6. Cái này khó lắm mà, nhưng có giác quan thứ 6, mỗi người một kiểu, có khi đúng, có khi không. Thí dụ một người nói rằng theo giác quan thứ 6 của tôi thì thế này thế khác, nó không có cơ sở, nhưng nó không thể gạt bỏ, đúng không?
Nhưng mà dù năm giác quan, sáu giác quan, đó chỉ là những cái mức độ của con người trong phương diện tâm lý, vật chất, thể chất mà thôi. Nhưng mà vượt lên trên, đó là tinh độ chúng ta để đến Chúa, và đến đó mà tiếp tục trong kinh nghiệm. Không thể nào năm giác quan, sáu giác quan có thể tinh độ được. Có một định nghĩa về tôn giáo, vì một định nghĩa như vậy, tôn giáo là phúc hiện của xã hội. Thì không nghe như thế này, thế định nghĩa của nhân vật nước ngoài, nhân vật này vốn đã từng nhận biết Chúa, nhưng trở thành người ác cảm với tôn giáo. Và ông này đã cho một định nghĩa hết sức là chủ quan, đầy cái sự ganh ghét. Tôn giáo là thuốc phiện của xã hội, ngược lại với nhiều định nghĩa về tôn giáo là mở mang trí tuệ, nâng tầm tri thức và dục giả con người để cống hiến và có những phát minh tốt. Đây là hai cái định nghĩa về tôn giáo khác nhau. Chắc chúng ta không có thời giờ để nói vấn đề này. Nhưng khi cái định nghĩa này rất là cay đắng đối với tôn giáo, thì có một số cán bộ nhà nước đã dùng định nghĩa này để định nghĩa về tôn giáo tại Việt Nam. Tôi không chấp nhận. Tôi hỏi một vị ở trong ban tôn giáo Chánh phủ rằng đây là định nghĩa của một cá nhân, xin lỗi nói là người Đức. Hữu thần thì cũng không hẳn, vô thần thì cũng không hẳn. Tôi biết. Nhưng đây có phải định nghĩa của nhà nước Việt Nam không? Xin khẳng định với tôi, nếu tôn giáo là thuốc phiện của xã hội thì không phải là không tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, mà còn phải tiêu diệt nó đi. Bởi vì xã hội không thể nào chấp nhận thuốc phiện của xã hội được. Như vậy nếu quý vị chấp nhận tôn giáo là thuốc phiện của xã hội, thì tại sao tôn trọng và tạo điều kiện để tôn giáo phát triển? Đó là một nghịch lý, đó là một mâu thuẫn. Thì vị đó trả lời với tôi rằng thuốc phiện của xã hội là tôn giáo gây cái thu hút quá, giống người ta ghiền thuốc phiện bỏ không được vậy đó. Giống như khi người ta tin Chúa, người ta theo Chúa quá đông vậy đó. Đây là một sự cường giải. Khi bị phản ứng thì giải thích theo cái cách để dung hòa. Nhưng nên nhớ, nếu là thuốc phiện phải tiêu trừ, mà nếu tôn giáo là thuốc phiện không chấp nhận, mà chính sách của nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng, thì làm sao định nghĩa tôn giáo là thuốc phiện của xã hội được? Đúng không? Ở đây là một cái quan điểm, một sự lấn cấn. Vì vậy cho nên bây giờ nếu nói tôn giáo là thuốc phiện của xã hội, tức là tôn giáo sao mà làm gì người ta say mê quá vậy, y như thuốc phiện. Không, người ta say mê thuốc phiện là điều sai. Tôn giáo mà người ta say mê như vậy, tin lành người ta say mê như vậy, chúng tôi không chấp nhận. Nhưng đây tin lành là một sự ngọt ngào, toàn hảo, chỉ bởi đức tin chứ không phải bởi ngũ giác quan để cảm nhận được mà thôi đâu. Cho nên đây là cái vấn đề rất cao siêu, toàn hảo của một Đức Chúa Trời sáng tạo mà Kinh Thánh đã mô tả. Vì vậy tôi muốn nói điều này. Nếu nói về cá nhân thì nhiều quan điểm lắm.
Vấn đề định nghĩa về tôn giáo là thuộc quyền xã hội cũng là một quan điểm cá nhân, mà một vài cán bộ của nhà nước dùng cái này để định nghĩa cũng là cá nhân. Nhưng không ai dám xác nhận rằng đây là định nghĩa đúng chân lý và của toàn cả nhà nước không? Đó là điều mà tôi có phân tách. Ở đây không phải là thì giờ để nói việc đó, vì đây là việc chúng tôi đã nói với bà châu chính phủ để đặt ra vấn đề. Nếu không thì người ta quan điểm rất sai về đức tin. Đức tin không phải là mê tín, nó cũng khác nữa. Tôn giáo không phải tất cả đều giống nhau, nhưng tôn giáo chân chính nó cũng khác nữa. Nhà nước quyết tâm loại trừ mê tín dị đoan, nhưng trong niềm tin của dân chúng đi đến tín ngưỡng tôn giáo, đôi lúc nó có pha trộn mê tín dị đoan ở trong đó. Đây là một sự lẫn lộn. Những riêng tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời nhận biết, nếm trải, kinh nghiệm bằng đức tin chứ không là mê tín. Mê là sai lầm, tín là tin. Đức tin không phải là tin những gì sai lầm, chắc chắn là như thế. Cho nên sáng nay tôi muốn đi đến vấn đề rất thực tế, kinh nghiệm của từng cá nhân của tôi và tất cả quý cụ của bạn chị em. Đây là một chuyên đề phân tách rất sâu và rất chuẩn mới được. Mà thì giờ chỉ có mấy mươi phút, tôi không nói hết được. Nhưng ít lắm ba điều cơ bản mà tôi muốn nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này buổi sáng nay. Mà Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là chân lý, mà chân lý nghĩa là đúng và không thay đổi. Bởi vì rất nhiều quan điểm của con người, của xã hội, của mọi quốc gia đều thay đổi, vì vậy nó không phải là chân lý. Cho nên hãy quay về với chân lý là lời Đức Chúa Trời của chính Đấng Toàn Hảo, sáng tạo bảo tồn muôn vật, để chúng ta học về phân đoạn Kinh Thánh này. Có nhiều hương vị của cuộc đời, phải không? Mà mỗi người chúng ta đều kinh nghiệm được. Trước nhất, đây là một lời thách thức, một lời kêu gọi mỗi chúng ta hãy tập trung vào, hãy tham gia vào, hãy xác định nó, chớ đừng chỉ có một cái gì thoáng qua. Ông sứ đồ Phi-e-rơ nói khá nếm thử Chúa làm ngọt ngào dường nào. Chữ khá đây là một lời thách thức. Chúng ta đã nếm trải quá nhiều hương vị của cuộc đời. Có một người nói rất chí lý rằng làm chủ được vị giác là làm chủ được sức khỏe. Bởi vì vấn đề nếm ăn nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi mà không còn vị giác như đáng phải có thì ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Bởi vì ăn không biết mình ăn cái gì, không biết ngon, không biết thế nào. Có một đề tới Chúa hỏi tôi rằng ông mục sư, hội trưởng ăn còn biết ngon không? Tôi nói, còn biết ngon dữ lắm chứ. Chưa đến đổi mà ăn không biết ngon. Tôi vẫn còn biết ngon, cảm ơn Chúa. Như Thi Thiên 103 vậy đó. Đó là một ơn. Và câu này nói tiếp, làm chủ được miệng lưỡi là làm chủ được tâm hồn. Cái kia là sức khỏe. Sức khỏe tốt khi làm chủ được vị giác. Nhưng làm chủ được miệng lưỡi, tức là kiểm soát tâm trí, nó dẫn đến lời nói qua cái lưỡi, đó là làm chủ được tâm hồn. Nó vượt lên trên vị giác liên quan đến sức khỏe.
Sáng hôm nay tôi không muốn nói đến vị giác nếm thử để ăn ngon và có sức khỏe tốt về thuộc thể. Điều đó ai cũng biết, lên Google bấm là nói hết á. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến sức khỏe thuộc linh, nói đến tâm hồn. Khi chúng ta làm chủ, kiểm soát được con người chúng ta là tâm trí, tấm lòng và hành động. Trở lại với thứ nhất mà chúng ta học đây, nếu lỡ tôi nói lố 5-10 phút thì cảm thông, bởi vì chương trình của chúng ta chỉ có một buổi à. Thường các chương trình bộ linh của tỉnh là có 2 buổi, còn chia ra nói, nhưng mà lần này dồn nói có buổi sáng. Chúng ta cố gắng nha. Đây là lời thách thức. Khá nếm thử Chúa là ngọt ngào là dường nào. Trước khi nói đến câu ngắn gọn này thì Feder đưa chúng ta đến 2 vấn đề. Đó là từ bỏ điều gì và hãy ham thích điều gì. Lời thách thức cho chúng ta để nếm biết Chúa là ngọt ngào hay không, thì chúng ta phải xem lại 2 vấn đề. Thứ nhất là từ bỏ. Bởi vì nhiều mùi vị quá đi, nó làm cho chúng ta không còn nhận thức đúng, phải không? Tôi đến thăm một con cái Chúa ở khu vực quận 6, cái gọi là cái rạch ông buôn đó. Chúng ta đi ngang cầu Hậu Giang, mà ngày xưa cầu Rờ Nôn đó, thì đó là cái rạch nó không phải là hôi mà là thúi. Tất cả những cái chất thải đổ về đó. Và khi tôi đến thăm, tôi thấy lạ lắm. Xin lỗi, ráng ngồi để nói chuyện, mà nếu thăm nhanh nhanh đi tốt hơn. Mà hơi lo khi gia đình mời ăn cơm, tức là ngồi đó lâu lắm à. Mà vừa ăn cơm thì cũng vừa nghe cái mùi đó. Dầu có xịt nước hoa gì đi nữa thì cái mùi đó nó nồng hơn. Nhưng mà những người ở dài theo cái rạch đó không có hề hấn gì, nghe quen quá rồi. Mà dường như đó là mùi nước hoa ham thích nữa. Như vậy có rất nhiều cái mùi đó nó đánh tan đi nhiều mùi nó đang có ở trong mùi bí chúng ta ngửi. Thế thì ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nói là hãy từ bỏ những cái mùi vị nó làm cho áp đi những cái mùi tốt đẹp. Là gì? Độc ác ha? Mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét, nói hành vân vân. Nhắc lại chúng ta cũng không có hết, nhưng mà cũng có một vài cái ở đây. Nói hành chẳng hạn là cái mùi đó cần phải từ bỏ đấy. Và khi chúng ta từ bỏ tất cả những cái mùi đó, nó nhiên hậu chúng ta mới thấy đúng những cái mùi khác nó đập vào mũi của chúng ta. Đó là phương diện tiêu cực. Và phương diện tích cực là gì? Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Ở đây đánh giá sữa thiêng liêng của đạo là gì? Không phải chỉ chừng ấy, mà phải ham thích, tức là ghiền, thích thú. Cái chữ sữa thiêng liêng của đạo là gì? Là lời Đức Chúa Trời đó. Bao nhiêu tà giáo, bao nhiêu những già giải kinh sai lệch, nó làm cho chân lý sữa thiêng liêng nó bị pha trộn rồi. Cái chữ sữa thiêng liêng này có 3 cái nghĩa rất hay nha. Ở trong cái nghĩa gốc của nó là gì? Sữa nguyên chất. Phía đâu muốn nói rằng cái sữa nguyên chất này nó mới toàn hảo. Mà ngày nay có thể sữa đó bị pha trộn rồi. Có 2 lít sữa pha đến 3 lít nước, lắc lắc trộn trộn trở thành 5 lít sữa, nó không đủ chất, đúng không? Có chừng ngày ra rất là nhiều cái quan điểm tà giáo
giống như chánh giáo vậy, nó pha trộn. Cho nên cái điều tiêu cực, cái mùi như là gian dảo rồi ghen ghét nói hành phải tống khứ đi, nhưng phải nếm một cách say mê sữa thiêng liêng của đạo nguyên chất. Mà nghĩa thứ hai cái sữa thiêng liêng của đạo là nói đến cái sữa làm cho thích hợp. Chữ sữa ở đây không phải là dành cho trẻ con. Một chỗ khác ông Phaolô nói uống sữa mà không đủ cứng, cái chữ sữa đó nó khác. Còn cái chữ sữa thiêng liêng đây là dành cho tất cả mọi người, nó thích hợp cho người già, người trẻ. Tao mua chúng ta đều phải thấy điều này. Và cái nghĩa quý báu của cái chữ sữa thiêng liêng là tác dụng hay là mục đích để làm cho tăng trưởng. Nếu chúng ta không ham tới sự thiêng liêng thì không tăng trưởng. Nếu chúng ta không có thấy sự thiêng liêng nguyên chất thì nó pha trộn nguy hiểm lắm. Và chúng ta thấy sự thiêng liêng nó không phù hợp cho mình. Ông mục sư giảng có tác dụng ghê lắm. Ở nhà tôi mất ngủ cho vô mà nghe mục sư giảng mới lời tựa là tôi ngủ rất là ngon. Nó không có thích hợp. Có thể thức đêm coi phim, nó say mê đến 11, 12 giờ, nó thấy không ngủ được à. Cho nên hết phim tức chết luôn. Thôi còn kéo dài 1 giờ sáng cũng coi được mà. Ông mục sư giảng có mấy chục phút mà sao nó mở mắt lên không nghe được, dường như nó không thích hợp. Hãy xem lại cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Cho nên đây, điều thứ nhất tôi muốn nhấn mạnh là lời thách thức. Chúa kêu gọi chúng ta hãy nếm đi. Người ta thường nói là gì? Hãy nếm mới biết, chưa nếm làm sao biết. Cái mùi vị chỉ hấp dẫn chúng ta để chúng ta đưa vào qua vị giác và nó nuôi cơ thể của chúng ta. Một người rất chuyên về cà phê, một người mà uống cà phê sành điệu phải biết được 4 bước. Tôi không ghiền cà phê đâu nha, nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trong nhà thờ này có nhiều người rất là ghiền cà phê đó. Cái cà phê dảo đó, uống như uống nước lã rồi thôi. Nhưng mà trong nhà thờ này vẫn có nhiều người cử cà phê vô cùng. Nghe cái mùi thì khá hấp dẫn, nhưng uống vào nó ép tim rất là nguy hiểm, đúng không? Nó cũng là cà phê. Cái bước đầu của sự khám phá hương vị cà phê đó là ngửi. Ngửi là tức là hít vào. Chúng ta chưa biết nó ngon dở làm sao, nhưng mà đi ngang cái quán cà phê nghe cái mùi là thấy nó thu hút rồi. Vô ngồi tại cái quầy gần cái chỗ pha chế nó còn hấp dẫn hơn. Đó là bước đầu là ngửi. Người ta nói rằng miệng chỉ cảm giác được 5 cái vị mà thôi, là ngọt, mặn, đắng, chua, vân vân. Nhưng khi chúng ta ngửi cái bước đầu tiên đó, để cảm nhận cái mùi thơm của nó, thì cái mũi này nó cảm giác hàng trăm, hàng ngàn cái mùi vị khác nhau đó. Cho nên khi mà nghẹt mũi đó thì nó khổ lắm, không biết được cái mùi, không ngửi được. Vì vậy cho nên cái bước đầu là ngửi hả? Rồi kế tiếp là nếm thử, là nếm thử. Uống cà phê mà đi vô uống như sạch đá thì không thưởng thức được cái gì. Cho ly cà phê, ồ ngon quá, tôi không tin vậy. Phải nếm, phải hút từng cái, từng chút, từng chút. Uống cà phê mà hút một cái như uống nước lã thì nó đâu có thưởng thức được cái gì, phải không? Và người ta nói rằng cái bước thứ ba đó là xác định
Tức là nó xác định sau khi ngửi, sau khi nếm, thì xác định được cái độ đậm đà hay không của nó. Rồi đến mới bước thứ tư là gì? Là cái hiệu quả của nó. Bắt đầu hiệu quả là nó đi đến cái tác dụng của nó. Cho nên có một câu nói mà tôi nhớ hoài. Một ngày mà uống 3 đến 4 cử cà phê thì không bị ung thư. Cách người ta nói. Nhưng người ta quên một điều là bị tim mà chết trước khi bị ung thư. Bởi vì cái tác dụng của nó đó, cà phê nó làm cho người ta tỉnh táo nhưng ép tim kinh khủng. Nó chống ung thư thì 20-30 năm ung thư chưa biết, nhưng mà nó bị nhồi máu cơ tim trước cái đã. Cho nên đây là cái tác dụng. Vì vậy cho nên ít ai biết được những cái bước thưởng thức cà phê. Ở đây tôi không có nhận được cái tiền gì để mọi người quảng cáo cà phê đâu nhé. Đối với tôi, xin thưa quý vị là một ngày uống 1-2 cử cà phê vẫn uống được. 3-4 ngày không uống cũng chẳng có sao. Cho nên dường như cà phê nó không có tác dụng tốt hay không tốt đối với tôi. Tôi vượt lên trên cái gọi liền cà phê. Nhưng nó đối với một số người không uống cà phê không làm việc được. Mà có nhiều người uống cà phê vô nó đụng đến vấn đề sinh tử, phải không? Thôi chúng ta để này một bên. Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói rằng Chúa đang thách thức chúng ta. Hãy nếm. Không nếm làm sao biết được. Hãy nếm thử Chúa ngọt ngào như thế nào. 5 giác quan của con người ai nấy cũng có. Nếu mất 1-2 thì cũng còn 3 giác quan. Nhưng mà chỉ có đức tin, chỉ có một sự thách thức mà chúng ta nghe, chúng ta hãy đến với Chúa đi, thì chúng ta sẽ xác định được bao nhiêu định nghĩa về tôn giáo, về tín ngưỡng là những gì con người cảm nhận, cái tình cảm hay là chống đối để nó ra cái định nghĩa. Nhưng chính chúng ta đối diện với Chúa, với lời của Ngài, với sự kêu gọi của Chúa, đây là một sự thách thức. Mỗi mùi vị nó khác nhau. Chúng ta đã nếm được cái mùi của mồ hôi. Mồ hôi là nó ra cái mùi gì quý vị? Trước nhất là nó mặn. Mồ hôi thì thường mặn. Nhưng mà nó không phải là mặn, nó pha chua chua cũng có. Khi chúng ta thấy nếm nó mặn mặn, mà nếm hồi thấy chua chua. Nó nhiều thứ trong cái cơ. Chúng ta đã nếm được nhiều cái mùi, dầu không được mùi gì, cái mùi mồ hôi á, chúng ta cũng đã nếm được. Vị đắng rồi, vị chát của bao nhiêu những lời la mắng tấn công chúng ta. Chúng ta cũng cảm nhận được cái mùi vị của hy vọng vân vân. Nhưng hãy đến cái mùi vị toàn hảo nhất là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là toàn hảo. Chúa dựng nên con người để thưởng thức tất cả những mùi vị, mà mùi vị nào nó cũng có cái mặt của nó, đúng không? Ông ngoại của nhà tôi nói rằng tại sao người ta ghiền rượu, nó cay, nó đắng. Tại sao người ta ghiền thuốc, nghe cái mùi là chịu không nổi. Chè mới ghiền chứ. Cho nên một ngày ông ăn mấy cái tô chè cũng được, ăn chè trừ cơm cũng được, bởi vì nó ngọt. Nhưng mà tại sao người ta không ghiền chè ha? Người ta ghiền mấy thứ cay, mấy thứ đắng đó. Ở đây có ai ghiền chè, ăn chè trừ cơm không? Khó lắm à. Dù nó là ngọt đấy, nhưng mà phải có đủ mùi vị hết chứ. Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người nha. Nhưng trước khi dựng nên con người, Chúa dựng nên muôn loài vạn vật, có sẵn hết. Ngày thứ sáu Chúa dựng nên con người, nhưng lại là dựng nên sau các loài súc vật.
dưỡng đến muôn loài vạn vật. Chúa nói ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, mọi sự đều tốt lành. Đó là ngày thứ nhất. Trong Chúa mọi sự tốt lành. Chúa phán với Noe, hãy đem muôn vật vào, có đực, có cái, có trống, có mái, mà muôn vật đó đủ loại. Noe vâng theo để giữ cái giống nòi của mọi súc vật và con người. Đặc biệt ngày thứ sáu, chúng ta để ý ra Chúa dựng nên con người, và Chúa phán trước khi bước vào ngày nghỉ, thì Chúa dựng nên con người trong ngày thứ sáu, thì Chúa phán mọi vật sao rất tốt lành. Cho nên chúng ta phải thấy rằng trong con người là rất tốt lành. Do vậy thì mọi vật cũng là tốt lành. Cho nên tội lỗi đã xen vào phá hỏng tất cả mọi việc tốt lành đó. Mà nói một cách dễ hiểu là tất cả đều bị tội lỗi làm cho méo mó, nó không có tròn, nó méo. Nhưng con người cũng bị hậu quả còn lớn hơn, bị đuổi ra khu vực Ê-đen, vân vân. Nhưng bây giờ trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa phục hồi chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Nhưng sữa thiên liên của đạo nó tiếp tục giúp cho chúng ta đến mức độ được tăng trưởng. Nếu không nếm biết nó làm gì chúng ta cảm nhận được sự ngọt ngào của nó, thấy không? Buồn thì khóc, thấy không? Vui thì cười. Nhưng mà không hẳn như vậy đâu. Có đôi lúc cho chúng ta buồn, nhưng mà buồn cười. Muốn làm sao buồn mà cười được? Có đôi lúc chúng ta cười mà cười ra nước mắt. Nó pha trộn như vậy, tùy theo cái sự nếp biết của chúng ta. Có bài hát chúng ta nghe sau 75 đó, vui sao nước mắt lại trào. Vui mà nước mắt trào. Ở đây là một sự cảm nhận được, chứ không phải chỉ nhìn thấy khóc là buồn, vui là cười, chưa hẳn như thế. Nơi thâm sâu của một đời sống cơ đốc trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là toàn hảo. Ngài thách thức chúng ta đó, hãy đến với Chúa đi. Ông Job cũng đã nói như thế nào: tôi đi trước, tôi đi sau, tôi qua bên tả, bên hữu, không tìm được Chúa. Nhưng tôi xác định rằng dù Chúa giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Bởi vì tất cả những gì Chúa cho phép xảy ra là tốt lành. Trên cả Thi Thiên có hai từ rất là quan trọng được nhấn mạnh là gì? Đức Giê-hô-va là thiện, là nhân từ. Nhân từ là hành động dung chịu của Chúa đối với tội nhân. Nhưng thiện là kế hoạch của Chúa đối với con người. Chữ thiện này là gì? Là thiện, lành, là toàn hảo. Cho nên Chúa thách thức tất cả chúng ta. Bao nhiêu lời thách thức kêu gọi chung quanh chúng ta, từ nhỏ đến lớn, bây giờ và trong tương lai, có đôi lúc chúng ta chạy theo. Nhưng tại sao chúng ta lại không đến với Chúa trong lời kêu gọi, hay có thể gọi là thách thức? Nên biết Chúa là ngọt ngào. Và trước cái chữ này gọi là chữ gì? Nếu. Như vậy thì anh em sẽ không tiếp tục thấy được nếu. Nếu không nếm biết Chúa là ngọt ngào, thì những cái vế tiếp tục theo sau chúng ta nói đây nó không đạt được đâu. Vì anh em không nếm biết Chúa. Khi nào anh em nếm biết Chúa kìa, thì mới biết được. Ở các câu bên dưới chúng ta sẽ nói sao. Anh em là thầy tế lễ, anh em vân vân, nhưng phải nếm biết Chúa ngọt ngào. Công việc Chúa lớn lao vĩ đại và đời đời, không đơn giản đâu. Chúa không giao công việc lớn lao vĩ đại của Chúa cho trẻ con chưa biết hết mùi vị. Để nói là như thế.
hãy nếm đi Chúa là tốt lành, là ngọt ngào biết bao. Có một nhân vật, ông đã nói rằng: tôi mừng nhưng buồn. Vì sao? Vì tôi đã có cơ hội nếm biết nhiều thứ trong cuộc đời. Giàu sang cũng có, vui chơi cũng có, mọi thú vui tôi đã từng nếm. Nhưng điều tôi buồn là vì cuối cùng để lại trong tôi một sự trống rỗng. Tôi có thể tự hào là đã nếm biết hết rồi, lên voi xuống chó có đủ hết rồi. Nhưng cuối cùng để lại trong tôi một sự trống rỗng. Bởi vì trong chương trình sáng tạo của Chúa, khi không có Chúa thì không có cái gì có thể lấp đầy được. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là chân lý đấy, mà người ta dường như không thấy. Người ta không đáp lại tiếng gọi của Chúa, thách thức của Chúa để nếm biết Ngài. Và khi ông Gióp nếm biết Chúa rồi thì ông đã nói rất là nhiều câu vô cùng quý báu mà chúng ta nhớ. Chúa ban cho, ngợi khen Chúa. Chúa lấy lại, cũng ngợi khen Chúa như nhau. Bởi vì ông biết rằng điều gì Chúa ban cho cũng tốt, điều gì Chúa lấy lại cũng tốt. Chúng ta có kinh nghiệm đó không? Điều thứ hai chúng ta học, tôi cố gắng nhanh hơn. Nếm biết Chúa là lời thách thức. Bây giờ nếm biết Chúa là kinh nghiệm riêng tư của chúng ta. Cũng đồng thời một hoàn cảnh đó, đồng thời một hương vị đó, nhưng cái kinh nghiệm của mỗi người khác nhau. Kinh nghiệm mỗi người khác nhau. Tôi ước ra cái kinh nghiệm của chúng ta ít lắm nó vượt lên trên trung bình để xác định được điều Chúa muốn. Ở trong Thi Thiên cho chúng ta thấy, Thi Thiên thứ 34 câu 8 nha. Tôi muốn đọc câu kinh thánh này. Thi Thiên 34 câu thứ 8. Ở đây chúng ta thấy một chữ khá nữa ha. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Đây là kinh nghiệm, đây là cái thách thức để chúng ta kinh nghiệm. Một cụm từ là Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Tại sao dân Israel bị lưu đày? Chúa không có quyền để bảo vệ giữ gìn họ sao? Chúa không có quyền giúp cho họ đắc thắng quân thù sao? Không. Chúa đã ở cùng họ đắc thắng vô số quân thù, và thậm chí triệt hạ thành Jericho kiên cố. Chúa không có quyền để tiếp tục làm sụp đổ những thành lớn hơn, ngăn chặn bước tiến của dân sự sao? Nhưng lại trước thành A-hi rất bé nhỏ lại thua, đúng không? Cái này thua hay thắng không phải do họ đâu, mà do Chúa dùng dốc toàn lực lượng gấp đôi để thắng thành Jericho thì cũng vẫn thất bại, dù thành A-hi nhỏ bé. Như vậy thành A-hi hay Jericho không phải là quan trọng, mà quan trọng là chính sự kinh nghiệm vâng lời của dân sự, đúng không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm được như David kinh nghiệm được Chúa. David biết một điều rất quan trọng: giữ ông không đi xa hơn để phạm tội với Chúa mà giết Saul. Ông David nhận biết một điều: mình được Chúa xiết dầu. Nhưng cũng nhận biết một điều nữa là trước đó Saul cũng được sức dầu. Ông biết điều đó, cho nên không dám đụng với cái sức dầu của Chúa. Nhưng điều David còn hơi mờ mịt
là tại sao mình được Chúa sức giàu mà cứ bị rượt đuổi, chỉ còn một bước là chết. Ông chưa hiểu điều đó. Cho nên ông bị cám dỗ là gật đầu thôi. Kẻ bắt binh khí của ông đâm sau lơ một cái, không một cái thứ hai là chết, thì ông lên ngôi vua ngay. Ông không dám điều đó, bởi vì cái sự bí mật thuộc về Đức Giê-hô-va. Lúc nào ơn làm vua không phải do ông muốn. David tuyệt vời ở chỗ đó. Ông Giô-sép được Chúa thương là vì kính sợ Chúa. Ở tù thay vì có mấy tháng, ở tới 2 năm. Chương trình của Chúa đến thời điểm giúp cho nhà Phô-ti-pha tốt đẹp mà bà chủ của mình đã cám dỗ. Ông mà không nhận thức là tiêu đời Giô-sép rồi. Có quá nhiều những thứ bí mật và chỉ thuộc về Giê-hô-va, nhưng Chúa bày tỏ cho mỗi chúng ta khi chúng ta xứng đáng. Vì vậy nếm biết Chúa là một kinh nghiệm tiệm tiến, phải không? Chứ không phải chúng ta tin Chúa 50 năm đương nhiên là nếm biết hết đâu. Sứ đồ Phao-lô đã nói như thế nào? Khi ông là người có quốc tịch La Mã, khi ông là người Hebrew chánh tông, khi ông là người trỗi hơn bao nhiêu người khác. Nếu kể về phần xác, tôi bội phần hơn so với anh em. Nhưng ông Sao-lơ, tức là Phao-lô sau này, vẫn mù mịt với sự nhận biết quan trọng hơn, đó là Đức Chúa Giê-xu, đấng mà ông bắt bớ. Bởi vì con mắt trần của ông không thấy, cho đến khi mắt ông bị mù về thể chất, và bởi Anania, quyền năng của Chúa mở mắt, thì ông thấy những việc ông chưa từng thấy. Ông cho rằng ông là một thai sinh non, là một tội đồ, bởi vì Chúa mở mắt cho ông thấy cái biển tương lai trong chức vụ cuối đời của mình. Đây là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô. Tôi ước ao là kinh nghiệm của chúng ta, phải không? Dù chúng ta có nhiều thứ tự hào rằng mình có đủ rồi, chưa đâu. Cho nên hôm nay tôi cũng ráng cố gắng nhờ Chúa hầu việc Chúa, bởi vì 70 chưa gọi là già mà. Biết bao nhiêu những cái gì tiếp theo Chúa cũng sẽ mở nếu Chúa dùng. Còn 50, 60 đã là già, bởi vì Chúa thấy không có dùng được nữa, đến chỗ đó phải dừng. Cho nên ở đây tôi nói đến phía trước cái sự nếm trải về Chúa. Vì vậy cho nên sứ đồ Phao-lô nói cái gì? Tôi xem tất cả mọi sự như là lỗ. Tại sao vậy? Sự nhận biết Chúa là điều quý hơn hết so với những gì ông đã có là lỗ. Đây là lời. Tôi ước ao chúng ta không dừng ở tại đây. Chúng ta không biết ngày nào Chúa tái lâm. 1 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm nữa chúng ta không biết. Và xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục đáp lại sự thử thách kêu gọi của Chúa. Rồi thứ hai là kinh nghiệm nếm trải những gì mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ở trong Kinh Thánh Đối Đáp khi nãy, trong Mê-sai đoạn 55 đó, chúng ta thấy kẻ nào khác hãy đến suối nước, kẻ nào không có tiền đến mà ăn. Và tiếp theo, hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Có nhiều khi chúng ta ăn mà không thấy ngon, có khi chúng ta ăn ngon mà không có bổ béo, đúng không? Có lúc tôi đói tôi ăn rất ngon, mà có khi khoai mì tôi ăn 3-4 củ cũng vẫn thấy ngon, nhưng mà béo thì chắc không có. Bởi vì mỗi cái thức ăn đó nó đem đến những cái giá trị dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy cho nên thức ăn như lương khô, thức ăn như vật ngon, nhưng thức ăn giống như tủy xương, ngọt như mật, béo bổ dường bao. Đây là những gì nối tiếp cái kinh nghiệm mà chúng ta phải đạt đến.
Như tôi nói đó, sữa thiêng liêng của đạo nó không phải nuôi như trẻ con một thời gian, mà nó cần cho tất cả mọi người. Có một anh kia nói rằng: bây giờ tôi lớn rồi, tôi mới biết tại sao con nít nó khóc. Anh kết luận tại sao con nít nó khóc biết không? Bởi vì cứ cho nó uống sữa hoài, uống ngắn uống chết không khóc sao được. Anh nói là cái bởi vì tôi bệnh 10 ngày qua uống sữa không à, uống đi chết luôn, thành ra con nít nó khóc là phải rồi. Đâu phải đâu, con nít nó khóc đôi lúc không phải vì nó sợ sữa đâu, mà nó khát sữa, nó muốn bú sữa cho nó. Anh này nhận định sai rồi. Bởi cái kinh nghiệm của anh đó, nó trật với sữa nuôi những con trẻ rồi. Ở đây tôi không nói đến điều đó, mà đi dẫn đến cái áp dụng là trình độ thuộc linh của mỗi người chúng ta khác nhau, thấy không? Cho nên ước ao chúng ta sẽ kinh nghiệm được những gì Chúa cho chúng ta ở trong sự nếm biết Chúa là ngọt ngào, từ bỏ những cái mùi vị nó pha lẫn để chúng ta không nếm được sự ngọt ngào. Cái này nó đụng với giáo lý thần học. Có một số người nói rằng cái trái của Thánh Linh đó nó có mấy mùi vị? Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Đây là trái mà nó có 9 mùi. Kem 3 mùi ăn còn muốn chết. Trái này 9 mùi lắm. Nhiều vậy, kinh nói như vậy đó, có phải vậy không? Và có một số nhà kinh lại cho rằng chín trái với một trái mà có 9 mùi, cái nào đúng quý vị? Quý vị tin cái gì? Tôi không phải giải thích về phương diện giáo lý thần học nha. Nhưng mà dường như người ta giải thích lung tung như vậy. 9 trái như vậy thì trong Thánh Linh chỉ có 9 trái thôi. Rồi các cô, các thầy dạy cho các em đó, để cho dễ nhớ, thì lấy 9 cái trái mình thấy đó, cóc, ổi, xoài, mít, mận gì đó, cái treo lên. À, cái trái ổi là yêu thương, cái trái mận là vui mừng. Nhưng mà chắc không trái sầu riêng, có lẽ nó sợ lũng thịt đi. Rồi trái xoài, trái cóc. Cho nên các em lại mỗi khi học Thánh Kinh mùa hè xong thì nói: ô, hôm nay mình ăn trái yêu thương, hôm nay ăn trái cóc, cái này là trái nhân từ. Cóc của nhân từ gì? Nếu mày các em lầm lẫn ở chỗ, nó phải là cóc. Cái dinh dưỡng, vitamin của nó không phải, mà ăn cóc là mình đang ăn nhân từ, đang ăn nhân từ. Nó đi sai lệch vô cùng trong cách giải thích của thầy cô giáo. Như vậy thì có một cái cây mà nó có tới 9 trái. Bây giờ trở lại với điều mà tôi muốn nói. Cái điều chuẩn xác chúng ta cẩn thận. Đây là bông trái của Thánh Linh. Bông trái tức là nó từ sự sống của một cái cây mà nó ra bông, ra trái. Hễ có sự sống của Thánh Linh thì sanh ra yêu thương, vui buồn, ai nhìn nhục đó. Chứ đừng có giải thích xa hơn, cóc, ổi, xoài, mận vậy đó. Đôi lúc chúng ta đi hơi xa. Như vậy rõ ràng chúng ta xác định rằng kinh nghiệm chúng ta đến với Chúa, với sự sống của Thánh Linh ban cho đó, chúng ta sẽ nếm trải được nhiều cái mùi vị. Và dừng lại đi để thấy được yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đó. Nó kết nối với ba cái phương diện: liên quan đến Đức Chúa Trời, liên quan đến người khác, và liên quan đến chính mình. Hay lắm thưa quý bạn xem. Nhưng đây có thời giờ để chúng ta nói điều đó. Nhưng tôi nói chung một lời là khi có sự sống của Thánh Linh, chúng ta có bông trái.
Còn ân tứ là gì? Ân tứ đến từ đâu? Cũng đến từ Thánh Linh. Nhưng mà ân tứ đó có phải yêu thương vui mừng hay là gì nhục không? Bông trái là vẻ đẹp của Thánh Linh ban cho khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu có sự sống của Thánh Linh ở trong. Nhưng ân tứ là sự ban cho nhân không, thiên thượng, siêu nhiên từ mục đích của Chúa mà chúng ta không tìm được bởi sự cố gắng mua bằng tiền của chúng ta. Cũng từ Thánh Linh, nhưng nó phải nó kinh nghiệm bằng cái cố gắng của chúng ta. Ân tứ không. Có nhiều người nói rằng tôi khoái cho ân tứ nói tiếng lạ, kỳ đó nha. Cho nên cái tối mà tìm kiếm để nói tiếng lạ, được không quý mạnh cha? Nếu chúng ta xác nhận ân tứ là tiếng lạ, tại sao chúng ta tìm kiếm, chúng ta cố gắng bằng sức của mình được không? Mà khi Chúa cho chúng ta có ân tứ nói tiếng lạ thì Chúa cũng phải ban cho để gây dựng cả hội thánh. Khi có người thông giải tiếng lạ bằng không, nó gây dựng cá nhân chúng ta trong phòng riêng bằng cầu nguyện với Chúa. Ôi, Kinh Thánh nói rõ ràng quá. Thế mà nhiều người đã đi rất là lệch. Nó không phải là kinh nghiệm đúng, mà nó là thần cảm giả mạo. Hãy coi chừng. Cái gì chúng ta tạo ra nó khác với sự sống mạnh sức đương nhiên chuẩn mực của Chúa ở trong chúng ta. Cho nên điều thứ hai kết thúc tôi muốn nói, đấy là kinh nghiệm của mỗi chúng ta để nên biết Chúa bởi sự sống của Thánh Linh ở trong chúng ta để sanh ra bông trái, để chúng ta có những ân tứ nha. Đấy, như thế. Điều cuối cùng chúng ta nói ở đây, dẫn đến hành động của chúng ta. Như tôi nói khi nãy, bây giờ sau khi nói các câu 1 đến câu 3 thì từ đây trở đi trong các câu kế tiếp, mục đích của Chúa là anh em cũng như đã sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, dân tế lễ thiêng liêng, vân vân. Nó trở thành một thầy tế lễ, nó xứng đáng trong mối tương giao với Chúa và với dân sự. Thầy tế lễ là trung gian nối kết giữa Chúa và dân sự. Thầy tế lễ phải xứng đáng, thầy tế lễ phải rửa mình. Ít lắm đường cho được chấp nhận, và ít lắm một sự tin tưởng của dân sự. Dân sự không bằng thầy tế lễ, nhưng thầy tế lễ không thể thay mặt Đức Chúa Trời nếu Đức Chúa Trời không cho phép. Đây là vấn đề dẫn đến một hành động. Khi chúng ta nếm biết Chúa, nếm biết Chúa không phải để biết một cách ích kỷ, mà Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm để dấn thân ở trước mặt Chúa. Vì chúng ta biết Chúa quá ít, cho nên chúng ta không dám dấn thân nhiều để hầu Chúa. Nhưng khi chúng ta nếm biết Chúa đầy đủ thì không có một trở lực nào mà chúng ta không dám hy sinh dấn thân trong công tác hầu vì Chúa. Đây là ba ý quan trọng của cái phân đoạn này. Xin Chúa cho chúng ta có thể nhận biết được điều đó. Như Thi Thiên 34 khi nãy đó, khá nếm thử Đức Giê-hô-va là tốt lành, dường bao. Rồi cái gì nữa? Hãy nương náu mình nơi Ngài. Đây là một hành động tiếp theo. Khi chúng ta nếm biết Chúa rồi thì chúng ta không còn nghi ngờ, chúng ta không còn đắn đo, chúng ta không còn sợ hãi, mà chúng ta nương náu mình nơi Chúa. Bởi vì chỉ Chúa mới là nơi an toàn nhất giữa mọi sự bấp bênh của mọi phương diện. Chúng ta kinh nghiệm quá, cũng như cả thế giới kinh nghiệm bao nhiêu năm Covid-19 đã xảy ra trên thế giới. Có người quờ quạng để tìm cái phương thuốc chống lại với Covid. Chỉ như cơ đốc nhân chân chính từ trong Thi Thiên 91 cũng như nhiều câu kinh thánh khác mới cảm biết rằng núp mình trong Đức Giê-hô-va là nơi an toàn nhất để bảo vệ mình khỏi dịch lệ độc hại, vân vân, phải không? Và đó là Thi Thiên được nhiều mục sư giảng để củng cố nhắc nhở con cái Chúa. Ai mà thật sự nếm biết mà thất bại bởi thuốc, bởi 5K, bởi đủ thứ đó, thì mới thấy rằng nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va tuyệt vời, trọn vẹn. Điều này không thay đổi.
Tôi muốn nhấn mạnh là chân lý là đúng và không thay đổi. Nếu đúng hôm nay mà ngày mai nó đổi thay thì không thể gọi là chân lý. Xin Chúa giúp cho chúng ta khi đáp lại sự kêu gọi của Chúa để nên biết Ngài. Và khi chúng ta kinh nghiệm tương đối, chứ không giá mà nó đủ đâu, tương đối những điều Chúa cho, thì chúng ta sẽ dám hành động. Đấy thôi. Tôi nhắc lại vì chúng ta biết Chúa quá ít, cho nên không có dám dấn thân cho Chúa. Đức Chúa Trời đang cần những con người. ECGN đã nói rằng Chúa cần những con người đơn giản thôi, là đứng chỗ sức mẻ, đúng không? Nhưng mà tìm hoài không có. Nối kết giữa hai phần để làm cho sự sức mẻ đó nó nối liền, không đơn giản. Có quá nhiều thách thức phía trước, quá nhiều những điều mà Chúa đang cần mỗi chúng ta cho công việc nhà của Chúa, âm thầm cũng như tỏ tường, công việc lớn cũng như công việc nhỏ. Khi người đó kinh nghiệm sự nếm biết Chúa, tha thử nếm biết Chúa, rồi sẵn sàng nương náu mình nơi Chúa, sẵn sàng dấn thân bước vào công cụ của Chúa, không nghi ngờ. Ông Gia Cơ nói sự nghi ngờ giống như cái gì? Giống như gió biển đưa đi đây, đưa đi đó. Phàm làm việc gì không định, không có kiên lập đức tin. Đức tin không phải là cái gì của chúng ta, mà đức tin là hoàn toàn nơi Chúa. Chúng ta chỉ nương dựa nơi Chúa và việc tiếp theo Chúa làm. Vì chúng ta không đủ sức làm, Chúa sẽ làm. Nguyện Chúa ban phước cho hết tại mỗi chúng ta, để chúng ta nếm biết Chúa là ngọt ngào. Và lúc đó chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm và sẵn sàng hành động dấn thân cho Chúa. Và chúng ta kinh nghiệm Chúa đủ để bước vào trong công việc của Chúa. Chúa bảo chúng ta từ bỏ. Chúng ta chưa kinh nghiệm đủ để bỏ. Một người cha nói với con ơi, cha xấu hổ với con quá. Nói tại sao cha? Bởi vì con biết gia đình ta là giàu có kia mà. Mà con đeo dây chuyền vật giả đi ra ngoài đường, bạn bè nó thấy nó cười chết à. Bỏ nó đi, cha cho con dây chuyền thật. Ủa, chắc không cha? Ủa, chắc chứ, cha hứa là chắc mà. Bỏ đi, cha cho con sự di truyền thiệt. Để người ta đừng hiểu lầm gia đình của mình chứ. Nó được. Cha đưa di truyền thiệt cho con đi, con bỏ cái này. Không, con bỏ cái di truyền giả, cha mới cho di truyền thật. Không, cho mới bỏ. Không, bỏ mới cho. Mấy người nó chưa dám tin cha nó. Nó bỏ cái mất chì lẫn chài, cái này mất cái kia chưa có. Nhưng mà cha nó không chấp nhận như vậy. Muôn đời nó vẫn đeo dây chuyền giả, bởi vì nó không tin sự giàu có của cha nó. Nhưng mà khi nó nếm biết rồi, cha nói không sai, lời hứa Chúa không thay đổi bởi bất cứ sự cố nào. Chúng ta dám tin, vì chúng ta kinh nghiệm được Chúa trong đời sống của chúng ta, từ ngày tin Chúa đến bây giờ. Trong đoạn Kinh Thánh này rất quý báu, và chúng ta sẽ phân tích với nhiều đề tài nữa, nhưng mà tôi chỉ dùng cái câu thứ ba để chúng ta triển khai đi kinh nghiệm của mỗi chúng ta. Ước ao hết tại quý cũ, bạn chị em, quý tôi của Chúa đều nên biết Chúa đúng như điều Chúa muốn, để hầu việc Chúa và kết quả tốt như Chúa muốn chúng ta có. Amen.